Thắng Audio xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Thắng Audio để chào đón năm 2019, còn hơn chục ngày nữa là đến. Thắng Audio đưa ra các combo, từng bộ sản phẩm có nhiều mức giá để cho các bác lựa chọn. Hôm nay Thắng Audio đưa ra một bộ combo gồm có một đôi Victor Rero 50FX cộng với cả con Peeler AI7. Con AI7 mặt trắng sở hữu 160W và trở kháng là 6-16. Con 50FX là sở hữu một bát 33,5. Người Nhật thì người ta không tính chẵn như mình. Bát của 50FX là 33,5, một chung và một chép. Như các bác nhìn trên màn hình, combo một bộ như thế này thì rất là ok cho các bác tầm vừa. Bộ này thì rất là ok. Con Victor sở hữu là 150W và trở kháng là 6 ohm. Con này thì cũng rất là dễ ghép âm đi. Hôm nay Thắng Audio về tất cả những dòng loa có độ nhạy cực kỳ là ok, toàn trên 91dB trở lên, nên anh em ghép âm đi rất là dễ. Đôi này thì có cân nặng là 24kg một chiếc, một đôi của nó là gần 50kg. Và ngang của đôi 50FX là 38, sâu là 33 và cao là 66cm. Bộ đôi như thế này thì combo các bác lấy riêng cũng được, bởi vì con 50 thì ghép âm đi rất là dễ. Ví dụ như con I7 thì ghép loa cũng rất là dễ. Một bộ combo như thế này là 14 triệu. Các bác cụ thể alo cho em theo số 0983698887. Các bác có điều kiện thì liên qua trực tiếp. Những cái sản phẩm và những cái video clip em làm để báo chủ yếu là những cái mã hàng cho các bác lựa chọn. Còn cụ thể các bác có điều kiện thì qua trực tiếp, không các bác ở xa em sẽ gửi hàng về tất cả những hàng xịn. Như em nhắc là tất cả những hàng xịn đều có review chính xác của nó. Xin mời các bác thẩm âm và nghe nhạc. Em nếu có thời gian em sẽ tháo củ ra cho các bác chiêm ngưỡng ở bên trong. Xin mời các bác thẩm âm và nghe nhạc. Một bộ combo là 50FX dòng Rero Victor cộng với Peeler AI7 là giá 14 triệu. Các bác cụ thể alo sớm cho em. Xin mời các bác thẩm âm và nghe nhạc ạ. Tiếng cực kỳ chắc.
Các bác có nhu cầu sở hữu alo sớm cho em. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh Thắng Audio.